Rồi, chào mọi người. Hôm nay lại lên tiếp một lô càng cong. Thì lô này mình dạng thanh lý nha mọi người. Có những cây bên đây nè, những cây này như cây Shimano nó chỉ có đọt thôi, nó có gốc, mình bán với giá thanh lý luôn. Cây phèn lá này cũng thanh lý, cây ba khúc này cũng vậy. Bên đây là hai cây càng đại qua mà của Nhật sản xuất luôn nhé. Rồi, để mình vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em cứ về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Lên cho mọi người cây thứ nhất. Thì cái thứ nhất lên cho người một cây phíp đỏ. Đó, cây này chất liệu phíp nha mọi người. Phíp đỏ. Ngoài hình còn khá ok. Phen là phen hãng. Đó, phen hãng. Bát cũng là bát hãng luôn. Đây. Đó. Thì cây này có xe sát nè. Đọt sẽ là đọt thấp, sẽ đi tinh. Đây. Phen ok hết nha. Cái này nó cứng 30 thôi, về cho anh em là câu tôm, câu trên ghe, trên bè, câu cảm giác đó, câu vật. Thì cái này nó nặng là 195g, đọt 1.7 dài 2m1, cứng khoảng 30. Cứng khoảng 20-30 thôi, đó, khá là dịu cho anh em câu giải trí. Thì cây số 1 giá công khai 200k này, 200k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 là tiếp người vẫn là một cây cần phíp, cây phíp nha mọi người. Sơn giả trúc, đây nhìn tường nó đẹp nha. Đó. Phen là phen lõi sứ nha mọi người, phen lõi sứ, phen hãng, bát cũng là bát hãng luôn, bát kẹp nhá. Bát hãng và bát kẹp. Cái này dài 2m1. Sơn giả trúc, đọt vẫn là đọt thấp. Đó. Phen ok hết chân nha mọi người, không có nứt bể gì đâu. Đó. Đọt ở đây. Thì cây độ cứng ra tầm khoảng 15 thôi nha, 15-20 thôi. Đó, tương đối dịu, dạng về cho anh em có cảm giác vô tư. Đó. Rất ok ha. Bát thì bát kẹp. À, đây, đây là đề xuất bình thường nha mọi người. Đó. Thì cây này nặng là 185g, đọt 1 ly 4, dài 2m1, cứng ra tầm khoảng 15-20, giá công khai cây số 2. Giá vẫn vậy nha người, giá vẫn là 200 nhé, 200k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp người vẫn là một cây cần này cần cần phíp luôn. Đó, một cây phíp. Đây. Phan là phan hãng nè, đó. Cán là cán mút, bát là bát hãng luôn. Đây. Đó. Cây này vẫn dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1, đọt cây này nhỏ nè. Cái này cứng khoảng 10 thôi. Đó, cứng khoảng 10-15. Phen ok hết. Cái này được sản xuất tại China, cứng ra tầm khoảng 10-15, dài 2m1. Tổng thể ngoại hình còn tương đối ok. Thì cái này nặng là 175g, đọt 1.3, dài 2m1. Đọt cứng khoảng 10-15. Đây, tương đối dịu nha người. Đó. Sẽ cong hết cần nha. Đọt là đọt tháp nha người. Mấy cái này dạng đọt tháp. Đây, đó. Cho anh em về câu tôm, câu cá lăng, câu hanh, câu cháp, câu cảm giác. Đây, đọt tương đối nãy nhé. Rồi, giá công khai cây số 3, giá 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên tiếp người là một cây ISO. Cây ISO này là nguyên zin nhé. Cây ISO của Shimano. Đó. Cây này bán với giá xem như thanh lý luôn. Một cây Shimano ISO Bass Pussy. Phen là phen Pussy. Nguyên zin. Đó. Và cái này point là point Hipower X, carbon sóng X nhé. Cái này đọt 1.5, dài 5m4, hàng sản xuất tại Korea. Đó. Đây mọi người, point sóng X. Đó. Point rất là đẹp. Nói chung thì cây này nó đánh giá theo cảm nghĩ cá nhân thì nó ra tầm khoảng 93% nhé, 93-95% dư sức luôn. Đó. Rất là đẹp cái point. Đó. Cây này thì về anh em câu ISO, anh em thích thì anh em hạ tay, hạ cần tay, câu cá chép đồ vô tư, ngon lành. Đó. Đây, coi sẵn đẹp nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Này. Phải đọc đây. Đọc, nó là đọc sẵn nè. Đó. Nguyên zin. Rất là ok, phôi càng. Đây. Rất là đẹp ha. Ít rất là ít xuất sắc nha mọi người, xuất sắc rất là ít luôn. Đó. Thì
Thì cái này nặng là 210 gram, đọt 1 ly, dài 5m4, giá cũng khai cái số 4, giá là 600. À, 600k cộng ship cái số 4. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 lên tiếp người quẳng một cây ISO. À, thì cây này có hãng Sunfish. À, cây này đọt số 2, dài 5m4. Đó. Foil là foil carbon mọi người. Đó, super carbon Sunfish. Super carbon, hàng sản xuất tại Korea nhé. Và cái này là Bass Pussy FX7, đọc số 2 và 5m4, nặng là 280g, đọc 1 ly 4 luôn. Đó. Thì cái này giá thanh lý 400.000, 400k cộng ship nhé. Foil carbon thì anh em thấy nó sẵn nè, đó. Có xây xác cái này một tí nè mọi người, đó, dạng xây xác ít thôi, đó, lông mèo chứ không nặng. Nghe lóng trên đây thì đẹp đó. Đó. Cái giá 400k thì rất ok đó. Anh em về câu ISO không thích thì anh em có thể hạ tay đó. Giá quá đẹp, một cây ISO carbon sẵn, giá 400k cộng ship. Đây, đọc ở đây đảm bảo với mọi người là fan nguyên zin thích nhá, fan nguyên zin. Đây, đọc đây, đọc bằng sáng ngăn gút nha mọi người. Đó. Nếu so với cần tay thì cây này cứng ra tập khoảng 3H nha, 3H ngự. Rồi, giá cũng khai cây số 5, giá 500k nha mọi người, 500k cộng tiếp cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên tiếp người quẳng một cây ISO. Đó. Thì cây ISO này đọc số 3, đó, đọc số 3. Dài 5m4 nha mọi người. Hàng quẳng là hàng carbon. Đây. Rồi carbon. Đó. Bật sẵn nha. Fan là nguyên zin thích nhân mọi người. Fan là fan Fuji nguyên zin hết. Bass Pussy FX7. Thì cái này nặng là 290g, đọt 1 ly 5, dài 5m4. Giá công khai cây số 6, giá 400 mọi người, 400k cây số 6. Đây. 400k thì fan coi rất là đẹp nha, coi cái này đẹp nè. Đó. Xuất xác các lớp. Vẫn có nhưng mà dạng ít thôi, chứ không phải là xuất từ lưa tùm lum hết. Đó, rất là đẹp nha. Đây, lõng trong này bóng lưỡng luôn. Đó. Sắc xảo luôn. Đó, lõng trong này thì sắc xảo luôn rồi. Đây. Rất là ok ha. Đây. Sẵn tiết luôn. Đó, quá ok. Đọc đi mọi người. Đọc ra. Ngon lành. Cái này đọc 3 thì độ cứng ra tầm khoảng 3H gỡ 4H nha mọi người. Tầm khoảng 3H gỡ 4H, đọc tương đối nặng. Hàng nguyên zin. Rồi, giá công khai cây số 6, giá cũng là 400 nhé, dạng thanh lý. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên tiếp người là một cây 1 2 3 4 5 6 à, cây số 7. Vẫn là một cây ISO, và cây ISO này là ISO fan lớn nha mọi người. Đó, ISO fan lớn. Thì cây này đọt số 3 và 5m4 nhé, và 5m3, đọt số 3 và 5m3. Cái này đến từ thương hiệu của Suzumi. Đó, một cây Suzumi. Thì cái này nặng là 365g, đọc 1 ly 5, dài 5m3. Giá công khai cái số 7, giá 7, giá 600 nha mọi người, 600 cộng ship cái số 7. Fan bass của nó là Bass Fuji, bass quặng. Fan của nó là fan Fuji, hàng nguyên zin luôn nhé. Chưa thay fan gì hết luôn. Đây, bô là bô Fuji luôn. Foil là foil carbon. Đây. Nó có xây xác cái này một tí mọi người. Nhìn cũng còn tương đối mới nha, còn tương đối đẹp. Này, carbon sẵn nha người. Đây, đây nắm trong này ok nè, nó đẹp nhá. Trong đây ok luôn, đó, rất là ok, sẵn đẹp. Đó, nó đây, đó. Ok. Sẵn găng gút đọt này. Đó. Đây.
tới đây mà bạn sẵn. Thì cây số 7 giá 600 nè, 600k còn xếp cái số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 gỡ lên tiếp người là một cây cần đai qua. Thì đây một cây đai qua dây trong nhé, đai qua dây trong. Thì cây này cứng 50, dài 2m3. Thì hàng được sản xuất tại Nhật cho người. Main span nè, voi là carbon wicker. Carbon wicker này là voi carbon sắn ít người, vân sắn ít. Dài 5m, cứng 50, dài 2m3. Dây trong. Đó, cây này anh em thích, anh em là thích đến dây trong này hốt cây này quen, đánh rất là phê nhé. Tất cả các thứ của nó còn nguyên zin hết nha mọi người, là xứng nguyên zin hết luôn. Đầu bộ vẫn là đầu bộ xứ xít nè. Đó. Đây. Dạng phổ sáng ít nha mọi người, đó, phổ sáng ít. Dòng carbon wicker này thì khỏi bàn, rất là bền và độ nảy rất là cao. Đó. Đó. Đẹp nha mọi người, cái này nó chỉ dính bụi thôi. Đó. Làm ra. Tất cả đều còn rất là đẹp. Đấy, rất ok ha. Thì cái này nặng là 240g, dài 2m3, cứng 30. Giá công khai cây số 8. Giá là 650k nha mọi người, 650k cây số 8. Thì cái này thì đọt là 2.3 nhé. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên tiếp người vẫn một cây cần dây trong. Đó, một cây dây trong của hãng Daiwa. Cái này được cái là Vipro nè, cái này nó cứng là 120 nha mọi người, cứng 120, dài 2m. Hàng đây qua. Thì cái này hàng Mercedes-Benz nha mọi người. Đó, Mercedes-Benz. Và cây này còn rất là mới luôn. Đó. Cây này mình tính để lại câu này mình thôi, để ra bán thanh lý luôn. Bát là bát hãng đây qua và cần rất là mới. Đây. Mới bóng nhá, sử xít. Tàu bù sử xít. Đó. Rất là mới cái cần. Đây. Đây. Rồi nó dạng sáng nhất ở trong nè mọi người. Xe ảnh kim rất là đẹp nha. Cái này dính bụi nha mọi người, lao ra nè, đó. Rất là đẹp, sẵn gần guốc nha. Đó. Thì cái này nặng là 275g. Cứng 120, dài 2m, giá công khai cây số 9, giá là 750k nha mọi người, 750k cộng ship. Và cái này đọt của nó là 2.5 nhé. Rồi, tiếp theo qua đây nha người, đa phần những cây mình thanh lý. Tiếp theo là cây số 9, cây số 10. Thì cây số 10 lên tiếp người một cây cần 3 khúc. Thì cây 3 khúc này thì chắc mình sẽ bán phen và tặng phôi. Đó. Đây. Phen này là phen nòng súng nha người, phen nòng súng, phen xít. Phôi là phôi carbon nhé, phôi là phôi carbon rất là mới, bát là bát Fuji. Thì cái này dài là 4m2 nha mọi người, dài 4m2. Đó. Đây phiên đề 3 ở đây, đề 3 khá là bự nha. Đề 3 16 bu là bu chống sắn. Đó. Thì cái này nó dạng dài nhưng mà nó dạng mềm lắm mọi người. Đó. Cho anh em câu cảm giác và đem về thể tháo ra lấy phen dựng lại cây khác. Đó. Được cái là cây này sủ phen là phen rất là xịn nhá. Đây. Sủ phen rất là xịn luôn. Đó. Phen xít mà dạng nọc súng nữa. Rất là im. Thì cái này nặng là 330g, đọt bọc đi 8, dài 4m2, cứng 30, giá công khai cây số 10, giá 700 người. 700k cộng ship cây số 10. Với 700k thì bộ phen này anh em xả ra dư tiền rồi. Đó, chưa tính bát và phôi. Rất là êm cái bộ phôi và phen. Cây số 10 700. Tiếp theo cây số 11. Cái 11 mình vẫn bán phen luôn nha mọi người, bán phen tặng phôi. Đó. Cây này thì là sẽ là phen lá. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 phen kể cả đầu bu. Thì đây một cây cần đai qua người, đai qua phen lá nè, đó, xứ xít nhá. Phen lá là phen xít hết. Bát là bát đai qua.
đây đề ba đây. Đó. Có cái fan này thì mắc cái lỗi xứ trong này. Đó. Bu là bu chống sắn luôn nhá, bu chống sắn bu xít luôn. Tất cả đều ok, fan ok hết. Đó. Cái này thì anh em về có thể xả fan ra và cái đọt này nè, anh em có thể làm dựng là một cây cần một khúc, à, dạng đánh cảm giác. Đây. Đọt nó khá là mềm nhá, và anh em dựng nó đánh cảm giác còn gì bằng nữa. Đó. Thì cái này cây mua 1 bán với giá 500 rồi, 500k cộng ship. Đó. Chưa bằng bộ phen. Tiếp theo cái 12. Cái 12 là tiếp ngờ là một cây cần cắm gốc. Thì đây một cây cần cắm gốc của hãng Daiwa. Đó. Đây. Phen của nó sẽ là phen Fuji những người, phen Fuji loại xám thôi. Đây, Fuji nhá, Fuji loại xám. Cán là cán cắm mút foil carbon. Bát là bát Daiwa Fuji. Bát hai phá luôn nha mọi người. Đó. Rồi rất là đẹp nè. Đây, tên của nó đây. Cây này dài 1m9 nha mọi người, dài 1m9, đọt trên đây là đọt tháp titan. Bu sẽ là bu phong chống sắn, bu xít. Bát rất là đẹp. Cây này được cái bát đẹp quá trời luôn. Đó. Nhưng mà cây này về thì mấy Nhật anh quăng quấn băng keo như đây nè. Đó. Cái này đi keo chỉ lên trên đây. Chắc cái này nó bị gãy hay bị tét nứt gì chả biết. Nhưng mà theo mình test thì nó ok. Đó. Đây, đè góc 90 độ đây. Đó. Cong ok. Này ok. Đó. Không biết nên mình cũng bán với giá semi thanh lý. Đó. Này anh em về câu thì không ảnh hưởng gì, chắc không ảnh hưởng gì. Đó. Nhưng mà cần sau thì mình sẽ báo với anh em vậy. Thì cái này nặng 200g, đọt 2 ly, cứng ra tầm khoảng 50-80. Rồi, giá ông khai cây số 12, giá là 700 rồi, 700k cộng ship cây 12. Tình trạng cần thì mình cũng đã nói. Tiếp theo cây 13. Cây 13 lên tiếp rồi là một cái đọt nha mọi người. Nói trước là cái này chỉ có đọt thôi nhá. Thì đọt này là một cái đọt của hãng Shimano. Đó. Đây, mã code đây. Và được sản xuất tại Indo nhé. Phen của cái này sẽ là phen nòng súng nhé mọi người. Phen nòng súng. Đây, nòng súng đề ba đây. Đó. Xứ xít nhé. Góc. Mã code. 1 phen, 2 phen, 3 phen, 4 phen, 5 phen, 6 phen, 7 phen, 8 phen, 9 phen, 10 phen, 11 phen và kể là bu 12. Là bu chống sắn luôn nha mọi người. Thôi thì rất là đẹp. Đó. Cái này về anh em nào có gốc thì đắp vào cho anh em chế cháo. Phen ok nhá. Đây, thôi nữa đây. Đó. Cái này dạng anh em câu biển, câu máy điện này. Đó. Thì cái này nặng, cái đọt cái này á, nặng là 130g, đọt 2 ly. Gốc, cái gốc này nè. Đó, sẽ là 17 nhá. Rồi giá công khai cái số 13, giá là 800 rồi, 800k cộng ship cái đọt số 13. Tiếp theo đọt số 14. Thì đọt số 14 lên tiếp người vẫn là một cái đọt của Shimano. Đây Shimano. Đó. Hàng Indo nha mọi người, hàng Indo 50165 gì nè, cộng B gì nè. Đó, cái này mình cũng chả biết luôn. Này về chỉ có đọt thôi. Gốc nó rớt đâu rồi. Thì cái đọt này nó còn cái miếng nylon bao đây luôn nè mọi người. Đó, rất là nguyên zin nhé. Còn vậy nó chỉ về chỉ có đọt thôi. Phen cái này vẫn là phen xít nha mọi người, phen xít nè. Đó, phen biển. Đây xứ xít hết nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, kể cả đầu 4 nhá, 12. Đó, cái này về cho anh em nào chế cháo thôi, anh em có gốc thì anh em dứt về. Thì cái này nặng là cái đọt của cái này nặng là 85g, đọt 1 ly 7, gốc cái này á cũng là 17 nha mọi người. Đó. Rồi giá đó, công khai cái 10 cây đọt 14 giá 700 nhé. Tiếp theo là cái cây số 15, một cây cắm gốc. Đó, cây cắm gốc máy ngang nhé, cây cắm gốc máy ngang, fan cũng rất là xịn. Thì đem một cây cần Infa Taco, bát rất là đẹp nhé, bát máy ngang. Đây, càng là cản 3 khúc. Cái này dài 1m8 nha, dài 1m8, phôi là phôi carbon. Phen là phen nòng súng. Đó,
phen đề ba phen nòng súng nhá. Đây rất là đẹp phen, xứ là xứ xít thích nha mọi người. Để góc lên đi so cái đó. Đây xứ xít thích để đếm phen, 1 phen 2 phen 3 phen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, và cái này nó bị mắc trầu nhé, đó cái này bị gãy. Thì anh em có thể về xả phen ra, không thôi anh em về tháo phen này và gắn đầu bu vô xài nhé, bình thường nhé. Cái phôi lọt của nó còn rất là xịn nè, đó xứ xít hết rất là xịn sò. Đây test đọt cho đó, nhóm với góc 90 độ luôn, rất êm nhé. Anh em về có thể xả phen ra hết, lấy cái đọt này dựng một cây cần một khúc nào đó thì câu rất êm. Thì cái này thì mình cũng đọc thông số mình đó, thì cái này nặng là 105 gram, đọt một ly, đọt một ly tư, giá cũng khai cây 15, giá 700 người 700k cộng ship cây 15. Tiếp theo cây cuối cùng cây 16, thì cây 16 lên tiếp người vẫn một cây cần của hãng Daiwa. Đây một cây Daiwa, cây này nó làm quăng quăng mê mê thế này nè, nó một cây Daiwa. Thì cây Daiwa này nó có chiều dài là 1m8 gì mọi người, đây cao qua Haki 1m8. Đây tích của nó quăng lên đây, mấy cây cái thế này thì rất là xịn nhá. Bát phen, bát của nó là bát Fuji, bát Daiwa Fuji, phen là phen lõi xít nha mọi người, phen lõi xít. Đó. Cây này về thì nó cũng dạng mắt đỏ, và để mình điểm phen cho mọi người xem. Một phen, đó, phen xít nha mọi người. Chân này thì giống chân titan luôn mà không rõ thôi. Phen xít thôi, Fuji xít. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 phen nha mọi người, và nó bị mắc rô bu. Đó. Cây này bán với giá thanh lý luôn. Về anh em nào thích thì anh em gắn bu vào câu bình thường. Đó, cây này rất là cứng nha, độ cứng cây này tập hàng ít. Thì đây mọi người, độ cứng là 1m8, độ cứng ít nha. Bên Thái Lan. Đó. Thì cái này nặng là 110 gram, độ 1 ly 4, giá công khai cây 16, giá 600 nha. Đó, cho anh em nào thích về độ chế dứt về, chỉ có cái phôi đọt này, một phôi đọt này thôi, nhìn cũng rất là xịn, tương đối cứng. Rồi cảm ơn anh em, đó là 16 cái cần lên cho anh em hôm nay. Thì anh em có thể cần thì liên lạc với số điện thoại mình để góc này màn hình nhé. Rồi cảm ơn mọi người.